chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ Bảy, cùng với giáo xứ, chúng ta cầu nguyện cho thế giới và gia đình được bình an. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trong lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa diệt tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng để lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Khi ấy người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: hãy để các trẻ nhỏ đến cùng thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm: ai trong chúng ta cũng đã trải qua thời thơ ấu với những đức tính ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng,
hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ hoặc người thân. Và khi đó, chúng ta đã từng cảm nhận được hạnh phúc ấm áp trong vòng tay che chở của các ngài. Cũng vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người mang nơi mình tâm tình của một trẻ thơ, nhận ra mình yếu đuối, không có gì và không làm được gì, mặc dù thực tế mình biết và làm được, để sống với thái độ phó thác và cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, bởi chính Ngài đong đầy và làm cuộc sống chúng ta trở nên nước trời tại thế, tràn ngập niềm vui và bình an. Trong tông huấn Hãy vui mừng và hoan hỷ số 112, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: "Dấu chỉ đầu tiên của sự thánh thiện là đặt nền vững chắc trong Thiên Chúa. Nguồn sức mạnh nội tâm này làm cho ta kiên trì giữa những thăng trầm cuộc sống, nhưng cũng làm cho ta có thể chịu đựng được sự thù địch, phản bội và thất bại về phía người khác." Như thế, hình ảnh của trẻ thơ gợi lên trong chúng ta một xác tín đức tin mạnh mẽ: Chúa là gia nghiệp đời con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn trợ giúp chúng con biết loại bỏ dần tính tự cao nơi bản thân, để từng ngày sống chúng con biết hạ mình trở nên trẻ thơ trong tay Chúa. Nhờ đó, chúng con được sống trong bình an và vui tươi trong mọi biến cố, vì có Chúa là nguồn sức mạnh và hy vọng đời con. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sự vui thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isabel. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con còn trao e và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện
nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lạn, hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rân thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.